Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để mà game Outrider mà vào không bị mất các cái biểu tượng máu với item nhé. Tức là hiện tượng này là khi anh em mà bắt đầu vào game ấy, thì các cái biểu tượng về máu này, về các cái chức năng của nhân vật là sẽ bị mất, không có. Thế để lúc nó khởi động lên thì anh em sẽ thấy hiện tượng này. Game này bây giờ đang là hot nhất đây anh em. Anh em nào mà chưa cài được game này miễn phí thì comment ở phía dưới nhé, tôi sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cụ thể. Đấy, anh em thấy không? Thì tất cả các cái biểu tượng về máu này, về các item ở trên của nhân vật là không có một tí gì, thì rất là đơn giản thôi. Thực ra ở đây là chức năng hút này thì anh em đã on hết rồi nhé, nhưng mà vẫn không hiện lên các cái chức năng, phím chức năng ở đây. Vậy đơn giản, chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta return to lobby này, confirm, chấp nhận. Đấy, sau đó anh em lại tiếp tục vào lại game. Vào lại game nhé, continue game nhé. Thấy chưa? Anh em thấy không? Bây giờ đã xuất hiện tất cả các cái item nhé, súng này, các chức năng để rồi máu này, đây là cái thứ bậc level của mình này, tôi đang level 11 này. Ok chưa anh em? Anh em nào chưa cài được thì cứ comment ở phía dưới nhé. Xin tạm biệt anh em.